di động thông minh, bán lẻ iPhone, iPad uy tín toàn quốc. Xin chào các bạn, như vậy là chúng ta đã đi hết gần chặng đường của năm 2020. Và đây cũng là thời điểm mà mình thấy rất nhiều người đang muốn bán smartphone cũ để nâng đỡ lên smartphone mới. Và những chiếc iPhone của Apple luôn luôn rất hot và được rất nhiều người ưa chuộng. Và mình cũng đoán được rằng các bạn click vào video này của mình là những người đang phân vân xem là nên mua iPhone 11 hay là lựa chọn iPhone XS Max đúng không nào? Ok, trong video ngày hôm nay thì Chi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn và sẽ so sánh chi tiết cho các bạn hiệu năng của hai em iPhone đang cực kỳ hot trong phân khúc 13 triệu vào thời điểm cuối năm 2020 nhé. Intro nào! Take a trip to my... Trước hết về giá bán thì hiện tại iPhone 12 đã ra mắt rồi, vậy nên iPhone 11 và iPhone XS Max đều đang có giá bán rất là tốt. Cụ thể thì iPhone 11 Lite New 64GB đang chỉ từ 14.390.000 đồng. Còn bạn nào thích box siêu VN trên đây thì giá là 16.190.000 đồng nhé. Còn iPhone XS Max cũ thì giá cũng gần tương đương với iPhone 11, chỉ từ 13.790.000 đồng. Thế nên đang rất nhiều bạn phân vân ra sản phẩm này. Và bạn nào đang quan tâm đến hai sản phẩm này thì click ngay vào đường link mình để phía dưới phần mô tả nhé. Đầu tiên xét về yếu tố hiệu năng thì chắc chắn rằng iPhone 11 sẽ đi đầu rồi đúng không nào? Với hiệu năng đến từ con chip Apple A13 trên iPhone 11 thì chắc chắn nó sẽ phải mạnh hơn với con chip Apple A12 của iPhone XS Max đã ra đời cách đây khoảng tầm 2 năm rồi. Tuy nhiên không phải vì thế mà hiệu năng của iPhone XS Max kém đâu nhé. Con chip Apple A12 trong cuối năm 2020, thậm chí sang cả năm 2021 và 2022, nó sẽ vẫn hoạt động rất tốt. Về vấn đề chơi game nặng cỡ nào thì mình tin chắc rằng máy vẫn cân được. Chỉ là nếu đem so với con chip Apple A13 thì nó yếu hơn thôi, thế nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Yếu thế về hiệu năng, thế nhưng mà tiêu chí về màn hình thì iPhone XS Max lại vượt trội hơn iPhone 11 nha các bạn. Cả hai máy đều có màn hình tai thỏ, thế nhưng mà XS Max thì lại được trang bị màn hình OLED cao cấp hơn cùng với công nghệ Retina HD. Trong khi thì iPhone 11 chỉ có độ phân giải là HD và tấm nền IPS LCD giống như XR mà thôi. Ngoài ra thì iPhone XS Max còn hỗ trợ nhiều tính năng thông minh như là 3D Touch này, công nghệ Chu Tông và HDR10, trong khi thì rất tiếc iPhone 11 không có những tính năng này. Vậy nên nếu như các bạn lựa chọn một chiếc máy có màn hình đẹp thì phải chấp nhận đánh đổi một chút ở phần hiệu năng. Còn nếu như các bạn mà chọn một chiếc máy có hiệu năng khỏe thì chấp nhận một chút ở phần màn hình HD nhé. Vậy nếu là các bạn thì các bạn sẽ chọn iPhone 11 hay iPhone XS Max? Đừng quên để lại comment phía bên dưới chia sẻ với mọi người nha. Camera thì có lẽ chúng ta phải dành cho iPhone 11 một điểm cộng bởi vì đây cũng là một thiết bị ra sau. Vậy nên cũng được Apple trang bị cho chuốt hơn. Máy sẽ được sử dụng ống kính camera siêu rộng là 12 megapixel. Các bạn có thể chụp ảnh nhóm hay là chụp ảnh phong cảnh được nhiều chi tiết hơn, rất phù hợp với thời đại nhu cầu mà đi du lịch ngày càng tăng cao tại Việt Nam. iPhone 11 còn có thêm công nghệ đó là Night Mode, hỗ trợ chụp ảnh buổi tối cực kỳ tốt luôn các bạn ạ. Hiện tại thì mình thấy khả năng chụp đêm của iPhone 11 gần như là tốt nhất rồi, chỉ thua mỗi bộ 4 iPhone 12 mới ra mắt thôi. Còn lại các smartphone trong cùng phân khúc thì mình phải công nhận rằng không có smartphone nào chụp ảnh đêm tốt như iPhone 11 đâu nha. iPhone XS Max và iPhone 11 thì đều chụp ảnh xóa phông được và mình thấy nhiều bạn đánh giá khả năng cao chụp ảnh xóa phông của iPhone XS Max. Thế nhưng mà cá nhân mình thì lại thích cách chụp ảnh xóa phông của iPhone 11 hơn bởi vì mình nhìn thấy nó chân thực hơn, chứ XS Max chụp cận quá nhìn không tự nhiên, kiểu giống như chúng ta chụp ảnh thẻ, thế nên mình không thích. Và mình nghĩ với cuộc sống hiện nay thì sẽ ít ai dùng đến camera của iPhone XS Max để xóa phông. iPhone 11 có lẽ sẽ phổ biến hơn đấy. Như vậy tạm kết lại khía cạnh camera thì lại dành một điểm cộng cho iPhone 11 nữa rồi. Pin là một yếu tố không thể bỏ qua khi mà cả hai máy đều sử dụng dung lượng pin gần như nhau. Cụ thể thì iPhone 11 sẽ sử dụng viên pin là 3110mAh, trong khi iPhone XS Max sẽ là 3174mAh. Nhiều bạn nghĩ rằng màn hình OLED sẽ tiết kiệm pin hơn màn hình LCD và viên pin XS Max sẽ lớn hơn, thế nên dùng sẽ lâu hơn. Thế nhưng thực tế mình sử dụng thì iPhone 11 sẽ cho thời lượng sử dụng pin trâu bò hơn rất là nhiều iPhone XS Max. Cuối cùng về thiết kế thì mình nghĩ rằng sẽ tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Thế nhưng mà iPhone XS Max mình xin nhắc lại rằng được gia công bằng kính sang trọng và viền thép không gỉ, trong khi iPhone 11 vẫn chỉ thiết kế bằng vỏ nhôm, các bạn chỉ cần va đập nhẹ là có thể bị móp máy rồi. Vậy nên về phần thiết kế, cá nhân mình lại thiên về em iPhone XS Max hơn, nhìn nó có vẻ sang trọng hơn so với iPhone 11 rất là nhiều đúng không nào? Có bạn nào cùng sở thích với mình không thì hãy để lại comment phía bên dưới nhé.
Vậy thì tổng kết lại giữa em iPhone 11 và iPhone XS Max thì rõ ràng rằng bạn nào mà cần tìm một chiếc máy có hiệu năng khỏe này, camera đẹp và một viên pin tốt thì lựa chọn em iPhone 11 đúng không nào? Còn bạn nào thích một chiếc máy toàn diện, thứ nhất là thiết kế sang chảnh, hiệu năng ổn định và một màn hình đẹp thì đương nhiên sẽ lựa chọn iPhone XS Max rồi đúng không nào? Nếu là các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào nhỉ? 14 triệu nên mua chiếc máy nào? Đừng quên để lại comment phía bên dưới chia sẻ với Chi nhé! Trên đây chỉ là những ý kiến cá nhân của Chi về hai em iPhone đang cực kỳ hot trong phân khúc 14 triệu, đó chính là iPhone XS Max và iPhone 11. Nhìn chung thì cả hai chiếc máy này đều xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra dinh em nó về để đón chào năm mới. Ý kiến của các bạn về hai chiếc iPhone này như thế nào thì đừng quên để lại comment phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên truy cập vào website diệuthongminh.vn để tham khảo những mẫu iPhone đang rất là hot hit và giảm giá cực kỳ tốt. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video của mình. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Review để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào!